Với bà ngoại đang đi đâu vậy? Đi mua bánh nhân gian. Con có thấy bánh nhân gian gì đâu, sân khấu người ta ngày mai người ta mới làm mà. Trời vô đây nè, cái cây nhấp ra đi. Rồi đi vô đi, hai bà Tư với bà ngoại đi vô đi. Cái này là nó giống như là tổ chức chương trình ngày hôm qua vậy đó ngoại. Giống như hôm qua ở Thế Lai vậy đó. Trời ơi, hai chị em nắm tay đi thấy thương quá ha. Đây là hôm nay là Nhật cùng với lại em của Nhật nè, Công Tiền nè, hôm qua gặp rồi đó nha mọi người. Đây bà Tư với lại bà ngoại. Hôm nay đi lễ hội ở Ôn Môn, hôm qua là ở Thế Lai, hôm nay là ở Ôn Môn. Đây là những cái mô hình đây nè. Bà Tư phải đi vòng đây cái nè, coi những cái mô hình của đài. Trời ơi, chị em gặp nhau vui quá trời. Bà Tư, cô này là ở trong Thế Lai mình hả? Vậy hả? Dạ. Nay có duyên gặp lại nhau. Dạ. Dạ. Dạ, đi coi những cái mô hình lớn giờ nó thu nhỏ hẹp lại nè để cho mọi người xem. Đây là cái đình thần Phú Luông nè mọi người. Đó. Đây là những cái mô hình mà họ thu nhẹp cái gì? Họ thu hẹp lại nhỏ cho bà con tham quan nè. Quá trời bà con của bác đông rồi. Đây là cái đình thần Phú Luông. Ở đâu bà Tư? Đình thần này là ở đâu? Là ở ngoài Ôn Môn mình hả? À. Rất là vui luôn nha bà con cô bác anh chị. Đây là những cái mô hình đặc trưng của Ôn Môn. Đây là chùa Ông Bổn Ba Rích. Chùa Ông Bổn Ba Rích này là bên phía Thế An không bà Tư? Dạ. À đây có một cô gái đang chèo. Dạ Ba Rích.
Nè, một cái đình rất là quen thuộc, đình Thế An. Đây. Đình Thế An nè. Đình Thế An là gần cái dàm mà nó phải không bà Tư? Đây là đình Thế An nè cả nhà. Đây là con quay cho cô ở bên, cô Thí Hương ở bên Mỹ coi luôn nha, đình Thế An nè cô ơi. À, hôm nay là chương trình chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn. Nó giống như là chương trình ở Thế Lai ngày hôm qua là Nhật quay cho mọi người xem á. Đây. Trái cây rất là nhiều luôn nha mọi người. Wow. Trái bưởi quá trời to. Trời ơi, trái bưởi quá trời to luôn mọi người. Trời ơi. Trái bưởi này chắc khoảng tầm 10kg quá. Trời đất ơi ngoại, trái bưởi nè. Trời đất ơi, trái bưởi này mà to kinh khủng luôn á. Đúng rồi. Trời đất ơi, bưởi gì to dữ vậy trời. Ở đây là trái cao nè. Nói chung là mỗi một nơi, mỗi một quận huyện nó sẽ tổ chức một cái chương trình khác nhau. Ví dụ như ở đây nó có nhà tài trợ thì nó làm nó quy mô hơn. Còn chỗ kia không có nhà tài trợ thì làm theo cây nhà lá vườn. Đúng không? Tùy vào kinh tế thôi. Đây phường Thế Long nè mọi người. Phường Thế Long là ở đâu? À, phường Thế Long này trưng bày thì cũng được thôi. Cũng đơn sơ mộc mạc thôi nhưng cũng không bắt mắt bằng cái chỗ đằng kia. Đây, nhưng mà có con rồng đẹp nha quý vị. Đây. Rồi, rất là nhiều bà con cô bác miền Tây đi xem nha. Trái cây này mình chỉ được xem thôi chứ không được sờ và không được ăn nha. Quá trời luôn, quá trời trái cây miệt vườn luôn bà con cô bác ơi. Sầu riêng nè, con sầu riêng thiệt không vậy? Sầu... Phường Trường Lạc là nơi của Công Tiền nè. Phường Trường Lạc nơi Công Tiền nè. Có vú sữa, mãng cầu, xoài. Đúng rồi. Ăn không, ăn xoài lấy trái đi tiền. Lấy lạc đi, sớm đi chùa vậy đó. Đó, đi chùa xin lạc. Đó, một dòng trái cây cho ông bà cô chú anh chị cùng xem nha. Giờ mình sẽ tiếp tục đi đi qua bên hàng bánh để coi. Hình như là bánh mình mua được á. Dạ. Quá trời đông luôn bà con cô bác ơi. Dạ, lụm trái xài là công an mời liền à. Trời ơi, cái gì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Thế Long. Thế Long là Phước Thế nè, cái gì sao nhà bên cái gì bến ba xe Phước Thế lên đây nhiều dữ vậy. Đây, hộp vịt lộn, đồ xôi nè, ốc nè, quá trời quá đất luôn. À, cho mặn hả? Đâu có, người ta bán mà đâu có cho. Bên đây là bà con đang chờ bánh. Bánh này bánh gì chị? Bánh dứa hả? Đây, chia sẻ với bà cô chú anh chị nha, những đặc sản của quê hương miền Tây của mình nha.
bánh dứa 10k một cái mà phải xếp hàng đợi chờ đó. Đó, với bà con cô bác với những chiếc áo bà ba mang đậm quê hương miền Tây nè. Đâu rồi, hỏi bà ngoại với bà Tư bánh dứa không mình mua đi. Ủa gì hả? Còn đây là sari bánh in. Đó. Ủa hai bà đâu rồi? Nè, nè lấy tiền đi, tiền. Mình sẽ tiếp tục tham quan những cái gian hàng tiếp theo nha bà cô chú anh chị. Đây là hộp vịt lộn. Rất là đông luôn. Không biết là bà ngoại với bà Tư đang ở đâu rồi. Trời ơi, có bán cháo lòng luôn nè bà con ơi. Ăn cái gì? Cháo lòng nè. Cháo lòng ở Trường Lạc nè. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Chị, ở đây gian hàng là mình làm được mấy ngày chị? À, mình chỉ làm 2 ngày thôi hả chị? Hôm nay là lễ hội gì chị? À, chương trình ngày lễ chào mừng 20 năm quận Ô Môn ha. Dạ. Đây. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Bà Tư mua gì vậy bà Tư? Trời ơi, đậu phộng ha, hai bà là lúc nào cũng đơn giản thôi ha. Rồi mình đi tham quan gian hàng tiếp theo thử coi bán cái gì nha. Ở đây là một cái bách rau để chụp hình nè mọi người. Đây các em nhỏ đang chụp hình nha. Dạ. Vô đây bao hai bà vô đây con chụp cho tấm hình nè. Nóng quá khỏi đeo khẩu trang cũng được đó bà ngoại với bà Tư. Bà Tư với bà ngoại ăn cái gì qua đây mua đi. Đi qua công tiện nó mua nè. Cái gì lạ lạ đi. Dạ. Ngoại ngoại rồi rồi rồi. Bà Tư với ngoại cho người khác chụp hình kìa. Quá trá đông luôn mọi người ơi. Lâu lâu về quê đi được cái lễ hội ở dưới miền Tây quê hương của mình nó rất là vui nha. Đây là những cái bánh nhắc lại những cái kỷ niệm thời thơ ấu nè. Trời ơi. Bánh canh ngọt 10k, 10k, 50k. Mận cam. Wow. Cái gì anh ta tặng hả? Xôi gì? Xôi lá cẩm hả? Bao nhiêu hộp cô? 10k hả cô? 10 ngàn. Dạ. Bà ngoại thích lá cẩm lắm với con. Dạ. Mua đi. Đưa tiền cho ngoại đi. Chịu kìa. Để ăn tiền nó trả tiền cho ngoại mà móc ra móc vô tiền lẻ nó rớt hết trơn. Tiền lát cứ mua đi rồi kiếm chỗ rồi quán rồi ngồi. Ở đây là bên đây bán cái gì tiền? Này trà hay gì á? Ốc. Ốc. Bên đây là gian hàng bán ốc. Ốc bù, ốc bù. Trà gì đó. Với lại trà cam xả hả? Trà xí muội hả? Trà xí muội. Trà xí muội kìa bà Tư với ngoại uống không? Uống không? Uống trà xí muội không? Uống trà xí muội. Vậy lấy 3 ly đi. 4 ly đi mềm nè, con uống luôn đi. Cho em 4 ly trà xí muội đi chị ơi. 4 ly trà xí muội. Ở cam cái gì mà anh nói trà xí muội. Đó, xí muội mà.
Đây trà xí muội nè, xếp hàng vô luôn à. Bao ly bao nhiêu tiền ly chị ơi? Rồi lấy 4 ly đi. Rồi. Có áo hồng nè, em áo hồng nè. Hồng cánh sen nè. Rồi, các bạn trẻ rất là đông, rất là nhộn nhịp, rất là vui nha. Về nhớ coi nha, đi trên YouTube. Nhật Campuchia. Vâng. Cảm ơn mấy đứa nha. Mấy đứa ở đâu? Mấy đứa ở đâu? Ở môn luôn hả? Anh ở trong thế lai. Ủa? Ở bên này bán cái trứng gà gì mà nó tím, nó đen đen nè. Ngoại bà Tư. Ủa cái trứng này là trứng gì vậy anh? Cái gì? Trứng chim chỉ. Trứng chim chỉ hả? Bao nhiêu con vậy? Vậy hả? Cái này là về mình ăn luôn hay sao? Trứng chim chỉ nè mọi người. Trứng chim chỉ là con chim chỉ hả? À, là con chim chỉ này hả? Chim bảy màu cái gì nè? À, rồi mình ăn cái này là chín chưa? Vậy hả? Ngoan thử không? Hả? Ngoại bà Tư ăn thử chín chim chỉ không? Trứng chim của trứng chim con đó đó ngoại. Chim chỉ á chị. Ủa là một giỏ vậy là mấy trứng? À. Còn vỏ là bao nhiêu? Vỏ là 20 trứng hả? Hả? Lạ không dám ăn. Con chim nó cũng lạ quá. Trứng chim chỉ. Không, nó có giấy chứng nhận đàng hoàng ăn được kìa. Ủa cái này là giờ cái này là 80 mà sao cái vỏ ít hơn lại là mắc hơn? À đây đi 10.000 nè mọi người. Nóng quá khỏi đeo khẩu trang cũng được đó bà ngoại với bà Tư. Bà Tư với bà ngoại ăn cái gì qua đây mua đi. Đi qua công tiện nó mua nè. Cái gì lạ lạ đi. Dạ. Ngoại rồi bà Tư với ngoại cho người khác chụp hình kìa. Quá trá đông luôn mọi người ơi. Lâu lâu về quê đi được cái lễ hội ở dưới miền Tây quê hương của mình nó rất là vui nha. Đây là những cái bánh nhắc lại những cái kỷ niệm thời thơ ấu nè. Trời ơi. Bánh canh ngọt 10k, 50k. Mận cam. Wow. Cái gì anh ta tặng hả? Mua thôi.
quá. Đây 10.000, đây là xôi lá cẩm. Xôi gì? Xôi 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 lá cẩm hả? Bao nhiêu hộp cô? 10k hả cô? 10.000. Dạ. Bà ngoại thích lá cẩm lắm với con. Con dạ. Ăn thêm không? Ngoại mua đi. Đưa tiền cho ngoại đi. Chịu kìa. Để ăn tiền nó trả tiền cho ngoại, mà móc ra móc vô tiền lẻ nó rớt hết trơn. Tiền lát cứ mua đi rồi kiếm chỗ rồi quán rồi ngồi. Ở đây là bên đây bán cái gì tiền? Tiền này trà hay gì á? Ốc. Ốc. Bên đây là gian hàng bán ốc. Ốc bù. Ốc bù. Trà gì đó. Với lại trà cam xả hả? Trà xí muội hả? Trà xí muội. Trà xí muội kìa, bà Tư với ngoại uống không? Uống không? Uống trà xí muội không? Uống ha, uống trà xí muội ha. Vậy lấy 3 ly đi. 4 ly đi mềm nè, con uống luôn đi. Cho em 4 ly trà xí muội đi chị ơi. 4 ly trà xí muội ha. Ok, mấy vậy mà anh đó nói trà xí muội. Có xí muội mà. Đây trà xí muội nè, xếp hàng vô là bao ly, bao nhiêu tiền ly chị ơi? Rồi lấy 4 ly đi. Rồi. Có áo hồng nè, em áo hồng nè. Hồng cánh sen nè. Rồi, các bạn trẻ rất là đông, rất là nhộn nhịp, rất là vui nha. Về nhớ coi nha, đi trên YouTube à, Nhật Campuchia. Vâng. Cảm ơn mấy đứa nha. Mấy đứa ở đâu? Mấy đứa ở đâu? Ở môn luôn hả? Anh ở trong thế lai à. Ủa? Ở bên này bán cái trứng gà gì mà nó tím nó đen đen nè. Ngoại bà Tư. Ủa cái trứng này là trứng gì vậy anh? Cái gì? Trứng chim chỉ. Trứng chim chỉ hả? Bao nhiêu vậy? Vậy hả? Cái này là về mình ăn luôn hay sao? Trứng chim chỉ nè mọi người. Trứng chim chỉ là con chim chỉ hả? À, là con chim chỉ này hả? Chim bảy màu cái gì nè? À, rồi mình ăn cái này là chín chưa? Chưa, cái này chưa chín. Cái này về là mình tự chế biến. Pha nước cam muối hoặc là luộc hành đào ăn. Vậy hả? Ngoan thử không? Hả? Ngoại bà Tư ăn thử chín chim chỉ không? Dạ luộc là chiên luộc với hột gà mình vậy hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà nó thơm béo hơn hột gà mình nhiều lắm. Trứng chim của trứng chim con đó đó ngoại. Chim chỉ á chị. Ủa là một giỏ vậy là mấy trứng? Giỏ hả? Giỏ là 6 trứng. À. Còn vỏ là bao nhiêu? Vỏ là 28. Vỏ là 20 trứng hả? Vỏ là 28 chị. Hả? Lạ không dám ăn. Con chim nó cũng lạ quá. Trứng chim chỉ. Không, nó có giấy chứng nhận đàng hoàng ăn được kìa. Ủa cái này là 80 mà sao cái vỏ ít hơn lại là mắc hơn?
À. Đây, ly 10.000 nè mọi người. Ủa bà Tư ngoại mua gì vậy? Ngoại mua gì ngoại? Rồi rắc coi. Ủa một chai gì 25.000 hả? À. Ủa mày mua cái gì vậy? Em mua thêm chỉ cho trứng. Trời đất ơi, nó cũng ham chăn nuôi lắm nè kìa, nó mua trứng kìa. Mua thêm bà nội. Trời đất ơi, mua trứng luôn hả? Dạ đúng rồi. Nè bà Tư. Rồi ai ấp? Ba Tư ăn. Nè bà Tư ăn cái này nè. Trời ơi, đi mua xôi lá cẩm luôn. Xôi lá cẩm. Trời ơi, mỗi cái bọc bọc. Đây hộp gì là 10.000 nha mọi người. Cho lá cẩm. Dạ. Hộp có 10.000 cũng rẻ chứ bộ. Rẻ mắt không mua rồi thì bán rẻ vô đi. Không, ý là con nói ở chợ này họ bán rẻ á. Đây 10.000. Rồi có bà hai nữa vui ha, ba chị em đi dạo công viên. Ở đằng kia nó bán cháo lòng kìa, bà Tư ăn không, ngoạn không? Cháo lòng thấy cũng hấp dẫn lắm nhưng mà ở trong đây không biết có ăn được không? Dạ. Nhưng mà xôi ngon không? Xôi bà Tư với ngoại ăn ngon không? Ngon. Ủa trong đó có nước cốt, nước dừa nữa hả? À. Bà Tư với bà ngoại đi tham quan 20 năm hai chương trình 20 năm của quận Ô Môn mà mua một cái trứng chim rất là lạ. Ủa tiền nãy trứng chim gì vậy tiền? Mà tiền tên gì? Cái gì? Trứng chim chỉ. Trứng chim chỉ, trời đất ơi. Hồi đó giờ bà Tư bà ngoại ăn này chưa? Nhưng mà cái này tí xíu là có nguyên cái chạy nè bà Tư. Vậy nó để nguyên cái bản bự chà bá luôn. Có chạy gì? Nó chạy nó nuôi mấy con này nè, bữa giờ nó mang trứng ra nó bán. Nhưng mà nhìn giống chim bảy màu quá à. Thì chim chỉ bảy màu là nó khác, nó mắc tiền hơn cái loại chim này là chim xanh, chim chỉ đỏ. Nó sẽ khác. Lên đây xíu này, cậu mua đi lên xíu này. Hỏi tiếng cho anh chạy. Đó, rồi ở đây nó có bán chia thịt nữa nè. Chim chỉ thịt thì 1 ký 180.000. Và chim chỉ làm sẵn nó rút chân không á. 200.000. Trời ơi, nhưng mà lần đầu tiên cái trứng chim nó màu lạ quá. Nè cái cây nước mắm đâu rồi, nửa gì đáng chỉ lấy 51 đi, em 51. Đây gì? Chim chỉ cái ăn chó biết. Ừ, nhỏ đó ai cũng biết cái này. Lên mẹ ăn cái cũng nữa coi. Nè nó giàu, nó giàu chất vitamin nè, vitamin A nè, vitamin C nè. Ok quá vậy. Gì quá. Ăn thêm không là đáng mua xôi chứ ăn.
là một số công dụng nè, công dụng là cung cấp là năng lượng là chứng chỉ kiểu chứa nhiều protein và chất béo là nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể tăng cường sức khỏe tim mạch chất bổ cũng bổ tim là chứng chim chỉ chứa hết cholesterol á, còn trứng gà có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nè, tim mạch nè, có thể nó hỗ trợ tim mạch cũng được, nó có nhiều tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, trứng chim chỉ chứa nhiều vitamin A khoáng chất bao gồm vitamin A và vitamin B, vitamin B 12, sắt, canxi, kẽm, tăng cường miễn dịch, trứng chim chỉ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống chất có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Là cái này nói chung là cái này nó để đây vậy, cái gì cũng tốt hết, mà không biết ăn cho nó khó. Trắng ngang, trắng ngang đi ăn, chịu là đã giảm cân nặng. Ăn trứng chim cũng giảm căng thẳng, trứng chim chỉ chứa một hàm lượng axit amin tự nhiên, chúng có thể là giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần. Ăn này ta bổ đủ thứ chưa? Nói chung là nó không bổ bề dọc, nó cũng bổ bề ngang. Đâu con chim chỉ vậy đó hả? Dạ đây nó có hình. Trời đất ơi. Lần đầu tiên bà ngoại với bà Tư ăn trứng chim chỉ. Hồi đó giờ lần đầu tiên với bà ngoại bà Tư mới biết luôn hay sao? Cách cái chế biến mới biết luôn đó. Cách cái chế biến nè, là để mà mình xem coi chế biến như thế nào để ăn có hiệu quả nè. Luộc hồng đào, nấu nước sôi, thả trứng chim chỉ vào luộc 2-3 phút thôi. Vớt ra trứng chim chỉ, luộc thơm ngon béo bổ. Dùng 1-2 trái cam, vắt nước pha với lọc đỏ, trứng chim chỉ khuấy đều. Đó. Cách dùng là ở đây nó có 3 cách dùng. Cách thứ nhất là luộc hồng đào nè. Đó. Để vô từng 2-3 phút thôi mình vớt ra, ăn là có hiệu quả nè. Và cách thứ hai là dùng 1 trái cam vắt nước pha với 2 lòng đỏ trứng chim chỉ, rồi khuấy đều lên cho nước cam và trứng chim này bồi dưỡng sức khỏe rất tốt. Và cách thứ ba là dùng trứng chim chỉ chiên xào làm bánh và chế biến các món khác. Cách thứ ba là mình muốn làm thì mình làm. Còn hai cách kia là một là luộc hồng đào, và thứ hai là vắt với nước cam pha y chang trứng gà. Dạ, cái đó uống cũng được. Vắt nước cam uống thì nó bổ quá. Dạ. Dạ. Cái này mình cái này chỉ chế biến thịt mà mình không có thịt. Để đọc để cho biết thôi. Chim chỉ thịt ngon thơm, xới thịt tơ nhỏ, dai ngọt và không tanh. Nên chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon. Chim chỉ là nướng mọi nè, chấm ớt nè, nướng xà tế, nướng nướng nhĩ, làm đi chay với gà của mình nè. Trời đất ơi, con chim mọi nó nướng ớt hả? Nó nướng mọi, nướng ớt. Chim chỉ xào lan nè, chim chỉ xào củ hành, sa tế, chim chỉ xào bầu, chim chỉ khịa nước dừa, chim chỉ nấu ca ghi, chim chỉ nấu chanh ớt, chim chỉ hầm nước bắc, nấu cháo gôm, chim rồi tủ hết hết trơn. Rồi sau khi ba bà đi xong, ố lộn, hai bà với lại em mới đi xong rồi, ngồi công viên nghỉ ngơi. Trời đất ơi, ta nói nó vui dễ sợ luôn. Cách chế biến về làm giống gì? À, bây giờ mình đi dài dạng dưới đi bà Tư với bà ngoại rồi kiếm gì ăn. Dạ ok đi. Hôm nay lễ hội ở quận Ô Môn đó cả nhà. Đi tham quan ở công viên xong rồi giờ hai bà cũng rất là mệt rồi. Giờ bà ngoại bà cũng đổ mồ hôi hết trơn. Thôi bà ngoại ăn, bà ngoại bà Tư ăn tô gì kêu đi. Cho anh một cái tô phở nhỏ. Hai tô nhỏ mày ăn gì? Cho tô lớn ha đi. Rồi hai tô nhỏ, hai tô lớn em. Hai nhỏ lớn cẩm kìa. Ừ. Thì nhỏ cũng thập cẩm luôn không? Nhỏ cũng làm thập cẩm luôn không? Bà Tư ăn gì? Bà ngoại ăn gì? Tái nạm. Hay là chắc ăn như gì tái đi, tái bồ viên không? Vậy là chốt ba tô cẩm à. Cẩm hai nhỏ nè. Bồ viên không? Không ăn cẩm mà. Dân nạm gì? Nạm là hợp chính nha các bạn. Giờ bà nạm luôn á, con nhỏ nè. Rồi. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ luôn. Giờ bà nạm không á. Giờ. Mấy
thì không sao, thì giờ mình ăn tô nhỏ cũng được, không sao. Ngày nào ông qua đây ăn phở hả bà Tư? Tóc gió thổi bài phải không? Lắc lắc rồi. Cái nhà to nữa, từ đây cái nhà to. Bây giờ cũng con bây giờ đang đâu. Đây qua đây. Ở chỗ cái vụ, chỗ cái vụ. Sát bên luôn nha. Cái quán cà phê người ta đang mở á. Đây, để nước chấm vô nè mọi người. Ở đây á, người ta ăn tương này là ở trên Sài Gòn nó ăn tương mịn trơn à. Nó không phải là tương dạng tương này nha. Dạ đúng rồi, nhưng mà tương này con thích ăn tương này ngon hơn. Mở cho muỗng cho ớt không anh? Ớt nè, hai ba chai nè. Con nó cay cay, the the đi dễ ăn. Dạ. Ông Tư ăn không rồi, lát mua gì ông Tư bịch. À quên, ông ăn bò. Dạ. Cái thập cẩm nhỏ phải không? Dạ, đó, cẩm nhỏ là sao đi ăn hai nẻm rồi. Ủa gì hả? Dạ. Vậy là của anh phải không? Dạ, của anh á. Này thập cẩm luôn. Cái này thập cẩm hả? Bà ngoại đâu ăn thập cẩm đâu phải không? Này có bò viên nào ăn được không? Không. Thôi, của một tiền. Dạ. Nóng quá trời. Đi bộ mà đi một đoạn đường cũng hơi xa mà. Ở đây bọc qua nhà bà Tư cái bên. Em lại nhớ hay ha. Trời ơi, hồi tối đi ra làm sao á, đi ra làm sao dẫn mọi người đi ăn á. Cũng được. Ăn hải sản làm sao? Không, nhưng mà hải sản hình như là ở dưới quê mình nó không có được tươi. Nó không có được tươi, ăn cũng được thôi. Không, ở đây là như khó bán hải sản lắm. Mà đồ tươi đi Vũng Tàu đi cái biển rồi, nó hay được đồ tươi thôi. Ngoài lạc rau này, vô ăn nè ngoài. Nồi ôm cộng tím tím điểm luôn ha. Miếng này cho miếng hơi ít thôi, tô đè tô nhỏ nè. Con cũng thích ăn phở lắm, nhưng món mà con đam mê nhất là bún bò Huế. Vâng. Dạ. Chắc vậy. Nhưng mà ở đây có bò viên qua mạng cái đó đi. Ráng ăn vô đi ngoài. Chịu giờ bà chưa ăn cơm rồi ráng ăn vô đi. Thì giả bộ nói vậy cho bà Tư, cho bà Năm bà ăn nhiều mà. Ủa rồi ngoại thấy ăn phở ở đây sao? Bà Tư thì quen ở đây rồi, ngoại bữa. Cái gì? Không, ý là nó ngoại bữa ăn phở ở trong Thái Lan mà nó không ngon.
nhưng mà cái bánh cái phở ở đây nó vẫn nấu hơi ngọt ngọt. Không. Cái hậu này không phải là ngọt xương. Cái hậu này không ngọt đưa xương. Dạ cái này hậu này ngọt đường. Cái hàng hầm xương cho đây chứ mà con chưa có cảm nhận được cái vị của xương. Ở trên Sài Gòn nó có một cái tò, một cái quán phở lệ 150.000 tô mà ăn thì nó cũng thấy nó bình thường, nó không có gì, nhưng mà đông nó không biết sao mà nó đông quá trời đông. Dạ. Ở đây nó có cái gần mà nó mềm mềm, nó có xương có thịt đó. Có không ta? Rồi hỏi thử, hỏi bạn nó có. Cái đó là không có.